rồi, nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Đó, có nghĩa là ổng ngồi là nhìn thấy cái người ổng từ lên đó. Mà cái mặt ổng đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không điều kiện em ngồi vậy nè. Em cứ ngồi nhìn đó. Em cứ liêu, em cứ tia thôi. Mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ổng rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó, mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống ảnh chụp hình, thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em, cực kỳ tự tin luôn, mà đẹp năng trai, tạo dáng đồ nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa, là em thứ dữ chưa? Chưa biết. Em chưa biết luôn. Như sao? Vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi, tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực. Chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh, lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè. Xong mình vô Facebook mình coi thôi. Bạn bè em cũng úp hình lên rồi. Sau đó bắt đầu thấy em cũng úp hình thì thấy cô ấy like hình em. Và xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á, là khi mà em biết bạn này là kình ngư á, trời ơi, tự nhiên chị ngưỡng mộ với sợ. Chị không nghĩ làm sao mà Lợi có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật, em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh. Anh giống như được về với cái đúng là cá về với nước, cá về với cá luôn. Em là không biết bơi. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Gặp lại bạn cũ nha. Nhanh lắm. Thân thủ người ta rất nhanh nghe chị. Chào em. Chào chị. Chào cưng. Em chào chị. Em mới gặp đó chị. Mới gặp hai người họ gõ cửa thăm nhà. Ăn cơm luôn. Nhưng mà lúc đó người ta chưa có được như vậy. Gõ cửa thăm nhà xong là cưới nhau luôn đó chị. Vậy đó hả cưng? Trời ơi, chúc mừng. Vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi chị. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hồng Lợi. Anh đến đây với vợ em là nhà thiết kế Phan Tường Nghĩa. Xin chào hai anh chị. Trời ơi, Lợi là vận động viên bơi lội đúng không? Kình ngư đó chị. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Dạ tới em. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Tường Nghĩa, hiện là nhà thiết kế. Em 27 tuổi. 27 tuổi. Lần đầu tiên Lợi và Tường Nghĩa là lần đầu tiên hai bạn lại gặp nhau trong một cái dịp nào và ấn tượng gì về nhau? Cái này em để cho vợ em nói trước về gặp nhau đi ha. Hai vợ chồng em gặp nhau vào tháng 9 năm 2018. Lần đầu tiên tại một cái triển lãm áo dài thì em với vai trò là nhà thiết kế. Còn chồng em là ngày hôm đó là được mời làm người mẫu. Dạ. Có nghĩa là hôm đó là bạn mặc đồ của em thiết kế đúng không? Của một nghệ sĩ khác thiết kế. Vậy hả? Là em ấn tượng liền với chồng em luôn. Dạ ấn tượng thôi chứ lúc đó chưa có gì hết. Nhưng mà ấn tượng đó là giống như là ngưỡng mộ này cái nọ. Dạ, đúng không? Lúc đó thì Lợi thì sao ạ? Buổi triển lãm là buổi chiều. Rồi là buổi sáng em đến trước, em rảnh mà, em ngồi trong hội trường thì em nhìn ra cửa thì em thấy vợ em từ xa bước vô, em nhìn thấy wow, bé này đẹp quá ta. Thấy nó đẹp, anh là thấy đẹp rồi. Cái xong em suy nghĩ là chắc không biết là đi theo ai phụ hay là như thế nào đó. Em cũng không quan tâm kiếp đâu, đẹp quá hút hồn em nhìn thôi, tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Say mê anh từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Rồi bắt đầu cái chiều tối, bắt đầu cái em mặc áo dài và em mang chân giả. Thì em cũng đi diễn như mọi người, nhưng mà cái của em nó khó khăn hơn tại mang chân giả, mà đi chung thì cũng có mấy anh hỗ trợ kè em. Sau đó bắt đầu bữa trình diễn thì em ngồi em xem những cái bộ sưu tập, ban tổ chức ra giới thiệu từng nhà thiết kế, cái sau cái mà giới thiệu tên vợ em là nhà thiết lại kế tiêu nữa Phan Nghĩa, cái nhìn wow
Nhà thiết kế ta. Rồi em đi hai nữa, tiêu nữa, tiêu nữa. Không, em tiêu qua sản phẩm. À. Em tiêu qua những cái sản phẩm của vợ em làm vậy. À, thì ra là những cái bộ áo dài là của cô ấy làm. Thật sự thì em nhìn là em mê người rồi. Bây giờ em nhìn sản phẩm mê sản phẩm nữa. Đó. Tại vì em là xuất thân là học trò của thầy Lê Sĩ Hoàng, em vẽ trên áo dài. Ồ. Cái xong kinh nghiệm đúng đúng cái nhịp em nhìn, mình nhìn sản phẩm, mình nhìn người mẫu, mình nhìn nhà thiết kế đi, trời ơi sao người đẹp mà làm sản phẩm đẹp quá. Tất cả bằng thủ công hết. May thêu vẽ kết cườm tất cả bằng thủ công hết, là bắt đầu từ đó em si mê rồi đó. Người đẹp mà còn tài giỏi nữa. Nhưng mà em có biết là bạn này bạn bị cú sét với em không? Em không có nghĩ gì hết. Đến bao giờ thì em mới biết? Thật ra là lúc mà set up trước khi mà vào chương trình đó là em đã thấy chồng em rồi, nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy rằng là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Có nghĩa là ông ngồi là nhìn thấy cái người ông tự nhiên lên mà cái mặt ông đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không điều kiến, em ngồi vậy nè, em cứ ngồi nhìn đó, em cứ lia, em cứ tia thôi anh. Mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ông rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang giả, chân giả. Chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống ảnh chụp hình, thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em, cực kỳ tự tin luôn, mà đẹp trai, tạo dáng đồ nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa, là em thứ dữ chưa? Chưa biết. Em chưa biết luôn. Như vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi, tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực, chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh, lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè. Cái xong mình vô Facebook mình cổ mình coi. Mình coi thôi, bạn bè em cũng úp hình lên rồi. Sau đó bắt đầu thấy em cũng úp hình thì thấy cô ấy like hình em. Và xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á, là khi mà em biết bạn này là kình ngư á, trời ơi tự nhiên chị ngưỡng mộ với sợ. Chị không nghĩ sao mà Lợi có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật, em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh ảnh giống như được về với cái đúng là cá về với nước, cá về với nước. Em là không biết bơi, em chị không biết vậy. Bơi bởi vì chị rất ngưỡng mộ là vậy đó. Bây giờ nè, chị không biết bơi em ơi nè, rồi tới giờ phút này dần luôn. Dần em chị xin... chết đuối gần coi là mém chết đuối ba lần rồi, cho nên giờ chị nhìn thấy nước nha, chị nói là một ngày chị chỉ tắm một lần thôi, không bao giờ tắm hai lần nha. Thì không xuống hồ bơi luôn đúng không? Hồ bơi là không bao giờ xuống rồi. Bây giờ nghe nè, nghe câu chuyện về ngắn gọn thôi về bạn Hùng Lợi nè. Ừ, 5 ngày là biết bơi. Ơi. Đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. 5 ngày thôi là đã bơi như cá luôn. Và thậm chí là ông thầy ổng coi như ổng bất ngờ. Thầy em nhận. Thì sợ là thầy không nhận thôi. Tại vì một cái cơ thể như này có người tay bơi rồi. Gì bơi. Sau 5 ngày là ổng bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Trước rồi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Vậy hả? Em qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Chồng em là có dạy cho Hoa hậu Khánh Vân luôn. Quay trở lại với cái chuyện sau khi các bạn biết nhau trên Facebook rồi âm thầm lén lút like qua like lại rồi, chắc chắn là ông Lợi này phải dùng chiêu gì đó mới cua bạn này đúng không? Thả thính anh. Một ngày đẹp trời là cuối tuần em đi coi phim, đi coi phim với bạn em. Em vào rạp phim mà em coi lộn ngày, để giờ đi vô đi về mất thời gian nữa. Ngồi quán cà phê ngay đó luôn, suy nghĩ thôi móc mở Facebook ra coi cái tấm hình nào mà mình ạt anh up lên. Em đăng một status là trai đẹp bị lãng quên. Cuối tuần ai cũng đi chơi bù bịch thích chơi mình đăng vậy thôi. Khi mà em vừa đăng lên thì vợ em like đầu luôn. Like hình đầu tiên á, chà cái xong mình vui anh. Tim hợp bụp wow vui nhưng mà đâu dám biết nói những thứ từ đi, chứ mình thấy người ta like lỡ người ta vui thôi thì mình nhảy vô mình làm tấp thì người ta ngại sao. Em mới vô Facebook vậy em like lại, bắt đầu hai đứa mới trò chuyện với nhau, mới hẹn nhau đi uống cà phê. Đến khi nào uống cà phê mấy lần thì em mới tỏ tình hả Lợi? Hai đứa em, hai vợ chồng em mà đều không tỏ tình, tất cả đều là tự nhiên như hơi thở rồi đó. Cái là nghiễm nhiên là biết là mình thích nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt lắm, để em kể cho. Chồng em hẹn với em là đi uống cà phê. Em á, là ở tận Bình Triệu. Mà do em nghĩ là chồng em như vậy này, nên là em kêu thôi được rồi anh chọn cái quán cà phê nào mà ở gần chỗ anh á, em sẽ chạy tới. Em từ Bình Triệu đi về quận Nhất
tất cả các đèn em đi qua đều bật xanh hết. Thì em nhớ gần 10 cây số luôn á. Em lo mất cúp sửa soạn, em thấy trễ giờ rồi, em mới nhắn cho anh cái tin là anh ơi em sorry anh nha, em sẽ tới trễ 15 phút. Cảnh kêu ok em. Coi như là bật đèn xanh. Từ nhà thờ Fatima anh mà đến Tôn Thất Tùng Lê Thị Riêng, cháu có gần đâu anh. Đèn đỏ quá trời luôn mà đi đèn xanh không là em thấy là có cơ hội nhiều rồi đó. Đó, thấy là tươi rồi đó. Có trễ không cưng? Dạ không. Tới nơi cái ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Giống như là quen biết từ trước rồi chị. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện nhau. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó, hoặc có một cái dấu ấn gì đó để gọi là coi như hợp thức, có nghĩa là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Không luôn, cứ uống cà phê gặp nhau đi chơi, rồi rảnh rỗi là vụ nhau trong công việc, chia sẻ nhau. Cái lúc nào nắm tay? Nắm tay hả? Anh mới khó à. Buổi hẹn thứ hai hay sao? Như là anh thì không nhớ, nhưng mà nắm tay thì giờ em nắm tay em trước, tại nắm tay này là dễ thương anh. Nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh dễ thương. Có nghĩa là nắm tay nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi khi nào thì lại mới bắt đầu nắm tay rồi. Hôn nhẹ lên má cô ấy. Chắc là một cái buổi cà phê cuối tuần nào đó, đại loại không nhớ. Tại giờ em đẹp em hung hoài em cũng nhớ nữa. Đó, cái hôm đầu tiên á, phải nhớ hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên hả? Hôm đầu tiên là ở đâu ta? Đi uống cà phê ăn cơm sườn đó. Đi uống cà phê ăn cơm sườn. Ở Bình Thạnh. Nước mắm không đó, mà hung luôn vậy đó. Thơm anh. Như vậy là cái hôm mà em quay cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà. Đó là hai bạn là coi như là có báo tin cho em biết là sẽ cưới nhau. Lúc đó là đính hôn chưa? Tụi em một là tháng sau đăng ký kết hôn tháng 6. Đính hôn là cuối tháng 7. Rồi tháng mấy thì cưới? Ngày 10 tháng 10 vừa rồi là vợ chồng em cưới. Vậy hả? Vợ chồng quá son luôn. Không đi được nè. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Hả này để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á, thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em á, thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi. Quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? Lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui. Vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi, đó chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Cũng hồi hộp lắm anh. Tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên, anh cứ về đi. Mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó, thì là vợ em ra, với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc anh. Phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay chủ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây bắt đầu vui. Về nhau vui không? Thấy nó có tại khác gì lúc yêu không? Vì bây giờ là lại với nghĩa là ở bên bên nhà má ba hay là? Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó, nhà đó là nhà đó. Đúng rồi. Là nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Bên chồng. Có nghĩa là ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ má nuôi em là thứ ba. Trước má em là có một bác nữa, rồi tới má em. Đó. Má nuôi. Má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má? Dạ không. Không. Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi. Nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng thì rồi. Má ba nuôi em từ nhỏ. Nuôi lúc còn bạn hay lắm chị ơi. Ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ Nhân Hồng Vân hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Gõ vào kinh ngư. Đốt lại. Nguyễn về tôi lại. Tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Dạ thằng cưới vợ. Bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Vợ vừa đẹp nè,
Giỏi. Người giỏi nè, gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba, quá đáng yêu. Hay coi lắm. Bây giờ là ôi. Nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả gia đình hai bên và bạn bè, người thân công nhận và chứng kiến những cái giây phút long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu cái hay phần sao? Mà tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Nhưng mà không, tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi. Giờ bạn Lợi này nè, cưới về rồi bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu. Tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà những cái tật xấu là cái gì hết á. Mà phải kể mà có chút chứ. Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh xuyên chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính, em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi. Cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, Lợi, bên này có tật xấu gì không? Dạ thì giờ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó có mụn đâu. Nhưng mà giờ em thích, đang ngồi cái á đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị rồi em hãy nặng nha hôn. Vậy đó. Từ từ duyên nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi đó, còn không có cái, một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự trời thì ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy mời lên chi thì cái lễ cái phần mắt chương trình tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ thật sự thì có xấu gì đâu. Mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu, em mong đi. Muốn gì nè? Những cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á để dành tiền dẫn vợ đi mua, là đối với em như vậy là trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Nhân Đan cũng muốn hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À là mong baby đúng không? Dạ. Trời, đúng nghề của anh đúng điên. Đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có xe, có khuyên bảo gì không? Không, trời ơi, cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho rồi. Chị anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau, công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt tháng 3 năm sau, bác sĩ báo tin vui, cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều.